Chào tất cả các bạn, hòa theo phong trào hậu duệ mặt trời gì đấy, cái phim mà đang rất là nhiều anh em chị em đang rất là thích, thì tiếng Trung Chiếu là cũng theo trend, bắt trend, có làm một số các cái từ vựng có liên quan đến cái bộ phim này để hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng nó. Cái từ thứ nhất đó là chúng ta có một cái từ hậu duệ. Hậu duệ là cái gì? Tiếng Trung ấy, nó sẽ đọc là hậu y. Bây giờ chúng ta thử viết cái từ hậu duệ nhé. Từ hậu duệ người ta viết như thế này. Hậu là đằng sau. Hậu. Hậu. Thế còn chữ duệ thì là như thế nào? Chữ duệ thì ở trên bản của y nhé. Y là gì? Là quần áo này, bộ quần này, bộ bát, bộ khẩu. Này, cái này bạn đọc là y. Thế thì nó gồm bộ gì? Bộ y là quần áo nhé. Thì y phục. Bộ quần có nghĩa là gì? Quần là biên giới, bộ bát của bộ khẩu, không nói là tha là sư của tao khâu y, anh ta là hậu duệ của chúng tôi, ha, ví dụ như thế. Thế còn có một mặt trời thì cái từ mặt trời nó sẽ đọc là gì? Thái dương. Thái dương thì bạn viết như sau: thái dương. Cái này bạn đọc là thái, bởi vì nó là thái, thái dương. Chữ dương thì là cây liễu, bên cạnh là bộ nhật, nên bạn đọc là dương. Hay gọi là dương. Ánh sáng mặt trời thì nó chiếu qua cây gì? Cây liễu. Liễu. Nhật là gì? Nhật chính là gì? Mặt trời. Nhật. Thái dương. Tiếp theo ở trong cái bộ phim này chúng ta có một cái nhân vật người ta hay nói đến, nó là cái từ chuyên nhân, là quân nhân. Tha sư chuyên nhân. Anh ấy là quân nhân. Ủa chỉ hoàn cần gờ sai cờ chuyên trấn chiến quân. Tôi thích kết hôn với một anh bộ đội đẹp trai, ví dụ thế. Thì ta có cái từ chuyên trấn. Chuyên trấn thì các bạn viết như sau nhé. Thì đầu tiên là bạn phải có bộ gì? Bộ mình. Ở dưới bộ gì? Bộ xa. Cái này bạn đọc là chuyên. Nó viết là chữ quân. Quân nhân. Chuyên trấn thì bạn biết là đúng không? Trấn là nhân. Nhân. Quân nhân thì là bộ đội đấy. Thì ở trên của cái chữ quân ấy, nó là bộ gì? Bộ mình. Mình là cái giải đũa, đúng không? Dưới bộ xa. Xa tức là cái xe, đúng không? Anh cầm cái giải đũa vẫy vẫy ngồi trên cái xe ra đi, anh là bộ đội. Chuyên trấn. Tha sư gọi chuyên trấn. Anh là một quân nhân. Ví dụ thế. Ủa khấn sĩ khoa cần ý gờ chuyên trấn thám đen ai. Tôi rất thích là yêu một anh nào quân nhân, ví dụ thế. Tiếp theo ở trong cái bộ phim nó còn có một cái từ nữa mà các bạn cần quan tâm, đó là từ chú hoa y sân, tức là bác sĩ ngoại trú. Chú hoa y sân. Chú thì bạn làm như thế này. Đầu tiên là bộ gì? Bộ mã. Đằng sau thì chính là chữ chủ và chỉ phát âm của nó. Chú hoa thì ở bên ngoài là bộ gì? Bộ tịch. Bộ bốc. Bốc tức là gì? Bói toán. Còn tịch là một chiều tà. Ngoại là ngoại nhé. Thế còn y sâm thì mình làm thế nào? Y sâm thì như thế này. Bộ phương. Xong ở trong có chữ tích thì y nhé. Cái này bạn là y. Việt Nam mình gọi là y luôn. Thì nó gồm bộ gì? Bộ quinh. Bộ phương. Bộ phương này. Sau đó thì bạn có bộ gì? Bộ thì. Thì là đuôi con lợn nhé. Này. Thế còn chữ sâm thì bản thân nó là chữ gì? Cái này mình học rồi nhé. Chữ sinh. Y sâm. Chữ sâm này là sân khái tử, sinh con ấy, hoặc là học sinh ấy. Thì cái này mình đã học rồi, đúng không? Tha sư gờ chú ngoại y sâm. Anh ấy là một bác sĩ ngoại trú. Trong phim chúng ta còn có một cái từ nữa là bác sĩ nội trú. Bác sĩ nội trú thì tiếng Trung người ta đọc là chú yên y sâm. Chú thì đằng trước là bộ gì nhỉ? Bộ nhân, nhân đứng. Đằng sau vẫn là chữ tiếp, chú. Cái này anh em gọi là chú. Chú là chú ngụ ở đâu đấy? Nhân đứng của chữ chủ. Thế thì chữ yue thì người ta làm như thế nào? Bộ liệu, bộ mịch, bộ miên và bộ gì? Bộ nguyên, cái này đọc là yue. Yue, yue này thì có nghĩa là viện đấy. Cái viện thì nó phải có cây liễu, nó phải có cái mái nhà, và viện thì phải mất tiền, nguyên là tiền nhé. Thế còn chú yue y sân, y sân thì mình vừa nói rồi, đúng không? Không nói lại nữa. Tha sư gờ chú yue y sân. Tiếp theo mình có một cái từ nữa là Liên Hợp Quốc.
Liên Hợp Quốc thì tiếng Trung người ta đọc là lén khứa cúa. Lén khứa cúa. Thì bây giờ ta viết nhé. Đầu tiên là bộ gì? Bộ nhĩ. Tiếp theo là chữ quan. Quan là tức là đóng đấy. Cái này bạn đọc là lén. Âm đọc là liên. Liên lạc, liên hệ đấy. Liên quan. Thì bộ nhĩ để liên hệ với người ta thì phải dùng gì ạ? Dùng cái tai và lắng nghe người ta. Thì để có được quan hệ với người ta, chữ quan này có nghĩa là đóng lại, đúng không ạ? Thì Liên Hợp Quốc chữ hợp thì là thế nào? Nhân, nhất, khẩu, mọi người là có cùng một tiếng nói chung thì là hợp lại được với nhau, đúng không? Mới hợp được với nhau. Thì cái này tiếng Trung gọi là khứa, bạn phải hợp là hiểu nó là hợp. Chữ cúa thì là bên ngoài là có bộ vi, ở bên trong có bộ gì? Bộ nọc, đóng là cái nọc đọc là cúa, hay gọi là cuốc, lén khứa cuốc. Thế chữ cuốc thì là gì? Bên ngoài là chu vi, bên trong bộ ngọc, tức là trong bức tường thành mà có ngọc tỷ thì đó là quốc gia. Lén khứa cuốc, lén khứa cuốc sư là khẩn tác là chủ trương. Liên Hợp Quốc nó là một tổ chức rất là lớn. Chúng ta có một cái từ khác, lực lượng giữ gìn hòa bình. Lực lượng thì nó là pu tây, là bộ đội rồi, đúng không? Quấy chứ là giữ gìn, khứa bính là gì? Hòa bình. Lực lượng giữ gìn hòa bình thì ta làm nào. Quấy chứ khứa bính pu tây. Thì bây giờ ta viết nhé. Quấy chứ là duy trì. Duy trì thì đằng trước là bộ gì? Bộ mịch này. Tiếp theo là bộ gì ạ? Bộ truy. Cái này bạn đọc là quấy này. Quấy là chỉ duy ấy. Duy trì đi, chữ trì thì làm đầu tiên là bộ gì? Bộ tay gầy, bộ thổ và bộ thốn. Tay gầy là cái tay, thổ chỉ là thổ trên thốn dưới là cái tự, là cái chùa. Dùng cái tay để chăm sóc bảo vệ ngôi chùa. Chứ duy trì. Thế còn hòa bình thì làm là chữ khứa, đúng không? Bộ hòa và bộ khẩu. Cái này bạn đọc là khứa và chữ hòa. Thế làm sao để hòa bình? Cái mồ mà có lúa ăn, hòa là cây lúa. Cái mồ mà có lúa ăn thì nó sẽ hòa lẫn với nhau thôi. Chữ bình ấy. Cái này gọi là bình, hay còn gọi là chữ bình nhé. Thế còn pu tuy là gì? Là bộ đội. Bộ đội thì mình làm á. Pu thì bạn có ở trên bộ gì này? Bộ lợn này. Thì ở dưới là bộ gì? Bộ khẩu này. Bên cạnh bộ liễu nhé. Cái này bạn đọc là pu, là chữ bộ, lợn, khẩu, liễu. Thế còn chữ tuy là một cái đội người đang đứng bên gốc liễu. Tuệ thì người ta gọi là đội ngũ ấy nhé. Những người ngồi bên gốc liễu hoặc là hành quân đi qua gốc liễu thì là gì? Bộ đội. Thì cái từ mà quấy chứng khứa bính pu tuệ thì thường người ta đã nói tắt là một cái từ là quấy khứa. Quấy khứa thì quấy khứa pu tuệ, tức là người ta quấy chứ khứa hình thì người ta nói tắt thành là quấy khứa pu tuệ, người ta vẫn giữ nguyên thì người ta gọi là quấy khứa pu tuệ, tức là lực lượng giữ gìn hòa bình, đúng không ạ? Thế thì ở trong cái bộ phim này nó có nói đến một số cái từ rất là hay nhanh nhắc đến, đó là quân y, tức là bác sĩ quân y thì là chuyên y thôi. Chuyên thì là chúng ta vừa học rồi, đúng không? Ở trên là có bộ gì nhỉ? Bộ mình này, dưới bộ gì? Bộ xa. Cái này bạn đọc là chuyên nhé, là quân. Những cái người mà quấn khăn lụa, vẫy khăn lụa mà ngồi trên ô tô ấy, chuẩn bị ra trận, đấy là quân nhân đấy. Thế còn chữ y thì làm nào? Chữ y thì là bộ phương, đúng không? Xong là bộ gì? Bộ thì. Thì là mũi tên bắn trời nhá. Chuyên y, quân y. Chuyên y đa xuế là quân y, đúng không? Ủa giải chuyên y đa xuế xuế xí, tôi học ở trường đại học quân y, đúng không? Chúng ta có một cái từ nữa là quây quân phu hoặc là quây quân chi, tức là chồng sắp cưới hoặc là vợ sắp cưới, đúng không? Quây tức là chưa, sắp nhé. Cái này bộ vi này. Đấy, nó nằm ở trong cái từ mà mây mậy, phía sau từ mây mậy là chính là cái bộ vi này. Quây thì âm nhạc Việt là vi ấy, chưa. Quân tức là gì? Là kết hôn. Kết hôn nhé. Từ kết hôn thì viết như thế nào? Viết từ hôn thì đằng trước của nó sẽ là bộ nữ. Bộ nữ này. Kết hôn với chị thị, đúng không? Vào ngày đẹp trời. Cái này ta đọc là chữ quân, là chữ hôn này. Thế thì đằng trước bộ nữ, chữ thị và chữ nhật
hôn tức là kết hôn. Thế khi nào nhỉ? Kết hôn với cô gái nhé. Tên là Nguyễn Thị gì đấy, đúng không? Và đám cưới tổ chức trong một ngày. Phu thì là ông chồng ấy. Như này, người ta gọi chữ phu nhé. Phu là ông chồng. À, thế thì làm nào để nhớ chữ phu? Ta nhớ là như này. À, anh thời cũng muốn yêu em, chỉ e có chữ thiên nhô đầu. Anh cũng thích em lắm, nhưng mà em có thiên nhô đầu, không dám đấy. Có thiên nhô đầu tức là có gì? Có chồng. Phu này chính là chữ thiên nhô lên một chữ. Được không? À, thế còn quê khuân chi thì quê khuân thì vẫn là thế thôi, nhưng bây giờ ta giải cái từ chi. Chi là bà vợ, bà vợ này. À, nhất kệ này. Tiếp theo ta có bộ nét sổ này, ở dưới là bộ gì, bộ nữ. Và cái này ta gọi là chi chi tử, có nghĩa là vợ nhé. Tha sư của là chi tử, cô ấy là vợ của tôi. Thì người phụ nữ mà làm sao một người một này nhất này cứng cáp, khó có tính như một con nhím, đúng không? À, thì nữ thì bởi vì người vợ thì phải là người phụ nữ rồi, đúng không? Người phụ nữ mà làm sao cứng cỏi, ghê gớm như một con nhím thì đó chính là vợ mình. Chi chữ bố phép thế này là dễ nhiều chữ. Tha sư là quê quân chi, cô ấy là vợ chưa cưới của tôi. Tha sư là quê quân phu, anh ấy là chồng chưa cưới của tôi. Thì mình có thể sử dụng vào đó. Và từ cuối cùng mà mình muốn các bạn quan tâm đó là từ thoán chiếm. Thoán chiếm có nghĩa là đoàn kết. Cái này bạn đọc là thoán nhá. Ở Việt nó là chữ gì? Chữ đoàn nhá. Thì ở ngoài là bộ vi và trong là chữ tài. Tức là túm hết tất cả những người có tài năng lắm. Đoàn kết, bạn yêu cầu họ đoàn kết lại nhau. Chiếm thì bạn có thể dùng những từ chiếm, chiếu quân, kết hôn. Cái này nên đọc là chiếm, đoàn kết. Chữ kết thì gồm một mịch, sĩ và khẩu. Mịch là giải lụa, sĩ là cái người quan hoặc là người thanh niên. Khẩu thì là cái mồm rồi, đúng không? Thoán chiếm. Của mình do thoán chiếm chỉ lại, chúng ta cần phải đoàn kết lại. Trái quỷ chống cung, trái nấm chống cung thì mới có thể thành công được, đúng không? Nếu mà mấy hiểu thoán chiếm chứ mấy hiểu chống cung, nếu như mà không có đoàn kết thì sẽ chẳng có thành công đâu. Nào, thì trên đây thì Trung Trường VN đã hướng dẫn cho bạn một số từ mà nó có liên quan đến cái bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời này. Là một bộ phim hiện giờ đang rất hot, mọi người đang rất là thích. Thì mình cho rằng là cái việc mà các bạn học tiếng Trung qua một bài hát này, học tiếng Trung qua một bộ phim này, hoặc học tiếng Trung qua clip hài đều là những cách học rất là hay. Như mình thì mình rất là thích nghe các chương trình xin huấn, tức là chương trình thời sự của Trung Quốc nữa, ngoài những cái thứ mình vừa nói đấy. Thì các bạn chỉ việc lên trên YouTube nhé, bạn gõ chữ xin huấn bằng tiếng Hàn thì nó sẽ ra rất là nhiều, bởi vì YouTube là đủ cho tất cả chúng ta. Còn ngoài ra có quá nhiều kênh mà không cần thiết. YouTube nó là một kho, đúng không? Mình học cái gì mình cũng lên YouTube mình học được, rất là tiện. Và các bạn nếu cảm thấy là cái clip này hay thì xin các bạn hãy động viên mình bằng cách ấn like bên dưới. Các bạn muốn xem thêm các clip khác của mình thì các bạn ấn subscribe thì mình ra clip mới là bạn có thể xem được. Và các bạn có yêu cầu đòi hỏi gì, muốn mình làm cái gì thì bạn comment bên dưới giúp mình. Bên hôm nay thì có lẽ là chúng ta sẽ dừng ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Chào chị.